Dạ bác. Cậu là ai vậy? Dạ bác có phải là má của anh Hám? Tôi đây. Cậu là? Dạ con là thằng sư con. Dạ con có trỏng về, có thư của anh Hám gửi cho bác. Dạ đây. Thưa bác con đi. Cậu ơi, nó viết gì trong này? Dạ con cũng không biết nữa, nhưng nếu bác muốn á thì con đọc giùm cho. Ừ, cậu đọc đi. Lê Lê, quay quay đi. Từ lúc quen với Tư Dĩnh tới giờ, mình không biết ông ta giỏi dở đến như vậy. Thật ra ông ta là ai? Vô đất nó mang theo tiền. Vậy sao? Anh báo cho thằng Hải Điền chưa? Rồi. Nó đang ở đây không chừng. Phải chi hồi đó mình dứt khoát thì đỡ cho thằng Điền biết mấy hả anh sao? Ê, nó kìa. Vô đi. Đừng anh Sáu. Đừng. Tao phải cho anh Trần mới hả dạ. Đừng nóng, anh làm lỗ hết. Vậy có thể là thằng Sách không có ở trong chòi. Đi. Vô trong coi. Cô Úc Khanh nó vô chòi giờ này làm gì ta? Tao cũng không hiểu nổi nữa. Cái gì vậy ba Lộc? Anh Sáu ơi, có tiền trong này nữa nè. Đâu? Mày tỏ mắt đọc tao nghe. Anh cầm tiền rồi chọn khi thuận lợi mà đi khỏi đây. Ba em biết chuyện và báo cảnh sát. Anh đừng về đây tìm em nữa. Cầu chúc anh bình an, đi đúng con đường sáng. Đi. Nhanh lên. Đừng anh Sáu. Anh cứ để tiền lại chỗ cũ rồi đi báo với thằng Hải Điền. Đưa đây. Xong chưa? Rồi, đi. Đi anh Sáu, đi. Sơn ơi. Sơn. Tao đi chợ đó, coi nhà nghe.
dưới tủ thờ là một cái hộp. Trong cái hộp đó có đủ bằng chứng để mày chứng minh với thằng Điền là tao đã giết anh nó vì hắc hổ. Tới chơi. Anh tưởng không có ai ở nhà chứ. Có ai ở nhà không? Dạ không, có mình em ở nhà hả? Chú Thím Sáu khỏe hả? Dạ, anh Tư uống nước. Mẹ bà nó, hôm bữa nó tìm về chỗ Lệ Lệ, anh cũng không ngờ là cảnh sát biết hết. Nó bị cảnh sát bao vây. Anh cũng đã sáng kiến ra, kêu nó đánh anh và Lệ Lệ ngất xỉu để cầm chân cảnh sát. Mà thiệt, lúc họ vô nhà họ thấy anh với Lệ Lệ đang nằm chờ chết. Họ lo cứu mạng thôi, nhờ vậy mà chậm một bước. Nếu như không có anh Tư ở đó thì xong thằng nhỏ rồi. Tội nghiệp thiệt. Anh Tư, em nói thiệt với anh nghe, cho dù anh có giận em cũng chịu. Giờ trong lòng em đã hết rồi anh Tư à. Trời, em nói cái gì vậy? Ai cũng quay lưng lại với nó. Em không biết em làm như vậy càng khiến cho thằng Sách càng dấn sâu vô tội lỗi không hả? Bây giờ em chỉ còn mong cho anh sống bình yên thôi. Em không muốn dính sâu vô nữa. Kiếp trước anh mắc nợ thằng này mà. Bây giờ có gặp nó không? Ngày hôm kia anh có về rồi trốn vô bưng. Lúc trước chị Lệ có gửi cho anh một số tiền, còn dư lại một ít hôm qua em đưa cho ảnh luôn. Anh định đi thành phố. Cái thằng này điên thiệt mà. Công an đang nhan nhản ngoài kia kìa. Cứ kệ ảnh đi, nhiều khi để người ta bắt ảnh còn tốt hơn. Em đưa cho nó giùm anh. Thôi anh Tư cất đi, không kịp đâu. Chuyện nó phạm tội thì đã có pháp luật rồi. Còn tình cảm thì anh em mình trước sau như một. À, khuya này ảnh đi rồi. Làm sao nó đi được? Ảnh em ở ngã ba rồi bắt xe ôm đi. Em can nhưng ảnh nói là ảnh đi được. Anh Tư, đây là lần chót em liên lạc với ảnh. Anh đừng bao giờ nhắc ảnh với em nữa. Mời bác. Ăn đi. Thằng Hám, nó có kể chuyện vợ nó cho con nghe không? Dạ có bác. Tụi mày thiệt, tí cũng lạ. Thằng nào cũng có cái đầu, mà cái đầu người ta thì ngẩng lên, còn tụi mày gục xuống. Như thằng Hám tao nửa đời ở trong tù, con thì hết nội tới ngoại, một đám dốt nát, biết chừng nào mới cất đầu lên nổi. Ủa bác, sao con không thấy bàn thờ của chị Hám? Hồi trước có thờ chứ, từ ngày nó về đây á để trên kia kìa. Tao đi coi, thầy nói rằng nó chết oan nên đem nó vô chùa cho nó quy y. Tao thỉnh bà về, cho nên bàn thờ với vợ ở giữa. Tôi kệ nó, ăn đi, lát rồi lấy chổi khiều ra. Dạ con sợ con quên. Thank you.
Xe chạy không anh hai? Chưa tới tại em trai. À mà chở gì vậy? À em chở mấy cái cần xé bông á mà. Tất cả đã sẵn sàng thưa anh. Nói anh em, khu dân cư hãy cẩn thận. Đó. Nè, có đợi được không? Nếu đợi được thì tôi chở cho em. À thôi, xíu nữa tôi quay lại. Ừ, khi nào cần kêu nha. À. Tao luôn luôn nhắc nhở anh em của mày, đạo lý làm người. Vậy theo mày, mày đã làm được cái gì? Trên đời này đâu chỉ có một mình mày, còn chòm sớm xã hội. Mày đi hỏi hết coi, có ai chấp nhận một thằng giết người cướp của hay không. Ba ơi, làm sao con nói hết được bây giờ? Đến bao giờ con mới bày tỏ được những gì mà con đang làm hả ba? Cho xe dừng lại đi, tất nhiên. Người ngồi trên xe đâu rồi? Chạy kia kìa. Anh đã bị bắt. Tình nghi. Hết. Nhìn tên lại. Bỏ xuống xuống. Đừng ép tao phải bắn nó. Tao chỉ muốn thoát thôi. Bỏ xuống xuống. Quỳ xuống. Đưa tay lên. Đồng chí Trương. Đưa hai tay lên đầu. Nguyễn Tú, em có sao không? Sơn ơi. Ờ, dạ. Ngủ mới dậy á hả? Mấy giờ rồi bác? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Mặt trời lên hai ba sào rồi con à. Không biết sao mà con ngủ ngon quá chừng. Thì giấc ngủ tự do, nó không giống như giấc cũ ở trong tù đó con à. Má. Hả? Gì con? Dạ, chắc bây giờ con phải đi. Mày đi hả? Con gọi má. Bộ mày tính trả tiền cơm cho tao đó hả? Má nói vậy tội nghiệp cho con. Con cũng giống như là anh Hám. Má cất giùm con. Ugh.
Chị Ngọc Cảnh, chị hiểu là em đã gì chị. Em nín đi, đừng khóc nữa em. Hồi hôm này anh Sách bị bắn, nghe nói bị thương nặng lắm. Vậy thì tốt. Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Thà là như vậy mà anh Sách còn có ngày ngẩng đầu lên, còn rơi vào tay hắc hổ, thì suốt đời của anh phải ra tử dạo sinh, mà chưa chắc gì anh đã toàn mạng đâu em. Hắc hổ? Hắc hổ là ai vậy chị? Bây giờ thì chị mới dám khẳng định hắn là con trai của ông Sáu Trăng, kẻ còn sống sót sau khi anh Sách giết gia đình hắn để trả thù. Bây giờ Sách là con nợ, hắn là kẻ đòi nợ. Nhưng hắn muốn cả lời lẫn vốn, là nợ máu. Hắn đang chơi trò mèo dần chuột với anh Sách. Trước đây chị ra đi là gì? Muốn tìm sự thật về con người đang giấu mặt này. Rồi chị biết mình không đủ sức, vì vậy chị đã lôi kéo em vào, kêu em giả điên giả khùng. Chị mong vì tình yêu đối với em mà anh Sách tỉnh ngộ. Nhưng chị đã sai rồi Út Khanh à. Chị không ngờ lại càng khiến anh ấy lún sâu hơn trong tội lỗi. Cho nên cách tốt nhất là giao ảnh cho công an. Tại sao chị lại không nói cho anh Sách biết? Nhưng anh Sách vẫn còn u mê, anh ta đã bị quán thù làm mờ mắt. Âu đó cũng là số phận của ảnh em à. Chị ơi, Út Khanh à, em nên ngừng lại đi. Em hãy nghe chị nói. Chị xin lỗi, tình yêu đã làm chị mù quáng mà còn kéo em vào những rắc rối này. Xin em hãy tha thứ cho chị. Nhận của chị một lần. Chị ơi, đừng mà chị. Em cũng yêu anh ấy, em tự nguyện, em tự nguyện mà. Nghe lời chị đi Út Khanh, em hãy quên anh ấy. Tao là con Sáu Trăng, mày quên giết nè. Bây giờ là lúc kết thúc trò chơi. Tao giết mày. Alo, tôi nghe. Sao? Thank you.
Nam Mù chính là một trong những kẻ bị hãm sinh thanh toán vì tình nghi là đã giết vợ của hắn. Nhưng theo hồ sơ mà con đọc được thì hắn là kẻ duy nhất còn sống sót vì có một sự bảo kê bí mật, và kẻ bảo vệ hắn bí mật chính là Hắc Hổ. Có thể đây cũng là một trò chơi mà Hắc Hổ muốn lôi kéo tên cướp lì lợm này bằng cách là cho hàm ơn. Chính vì cảm ơn cái ý nghĩa cứu mạng đó mà Năm Mù từng tự nguyện thế thân cho Hắc Hổ ở Nhị Tỳ Tiều Châu. Thạch Đầu Đá, hắn ta do bị bắn chết ở biên giới. Nếu hắn bị hạ sát bằng khẩu súng này thì chúng ta có thể kiểm chứng bằng dấu rãnh xoắn của nòng súng mà đã lưu trữ trong hồ sơ. Nhung Gà Nồi là một tay kinh doanh sòng bạc chui, bị khử bằng một vụ đụng xe. Hắn chết ngay tại chỗ, còn vợ của hắn thì chết trên đường đi cấp cứu. Lộc Lấu là một tay đầu gấu cầm đầu một băng cướp ở Châu Đốc, bị đàn em làm phản, bị bắn ở bến đò Tà Mâu trong một cuộc ẩu đả. Hồ sơ của hắn thì không hề có lưu trữ về vết tích của đạn đạo. Cuối cùng là Hưng Hiều, đây chính là anh trai của Điền Lãng Tử. Có hai nét chữ không cùng của một người viết. Còn nữa, vai trò của Lữ Trọng là gì? Tại sao hám sình muốn khử hắn trong cuộc chơi này? Sao không ăn mà cứ ngồi thừa ra hoài vậy con? Ăn đi. Yêu nhau, biết được chuyện này, nhưng có lần thầy giáo đố cả lớp các con ai có thể nói về thần tình yêu. Cả đám thanh niên tuổi cặp kê cứ lao nhau, nào là một đứa trẻ, nào là đứa trẻ bị mù, nào là có cánh, nào là cầm cung tên, nhưng chẳng đứa nào giải nghĩa được gì sao. Thầy giáo của ba mới cười hiền khô rồi giải thích: đứa trẻ biểu trưng cho sự bồng bột, nhiều nông nổi, mù là ẩn ý, chỉ vì sự mù quáng thiếu sáng suốt, mũi tên cây cung là nỗi đau, là sự tàn nhẫn, còn đôi cánh là sự đổi thay. Cả lớp im lặng, thầy cũng không nói gì thêm. Mỗi đứa có một suy nghĩ. Rồi tất cả những lời giải thích của thầy đều được kiểm chứng bằng thực tế. Đứa trẻ vô tội nhưng mà phải ra đời. Phải ra đời, nhưng nó sẽ lớn lên như thế nào đây? Ha ha ha!
sao vậy ông? Nó có thai rồi bà. Hả? Nó... Thôi, đừng dồn tôi vô bước đường cùng. Vậy là hết rồi. Hết thiệt rồi. Sao tôi khổ vậy nè? Nam Mô, anh không chấp cự. Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Anh được mời về đội cảnh sát hình sự để hợp tác điều tra. Yêu cầu anh chấp hành. Giờ có nằm mơ tôi cũng không nghĩ chuyện nó xảy ra như là trong tuồng với anh Sáu à. Bà Lộc, tao tâm sự với mày là vì tao coi mày như thằng em trai tao. Hồi nãy giờ tao nói chung quy á, là tao muốn mày giúp tao tìm được thằng khốn nạn đó. Anh biết em từng làm gì rồi mà. Nhưng mà cách gì hả anh? Mày, thằng khốn nạn, thằng bất dạy, thằng chó đẻ, mày còn giác mặt về đây làm gì? Tôi là thằng giết người, cho nên người không giết được tôi đâu. Giết tôi chỉ có tình thôi. Mày cũng nói tình hả? Tình của mày là bao nhiêu người chết vì mày là tình đó hả? Đi, đi ra công an. Đi ra công an rồi nói chuyện đi. Khoan, mày tìm gì đây? Là để làm gì? Tôi không có xin gì hết. Như nãy tình cờ tôi ghé qua nhà chú, tôi nghe chuyện của Út. Tôi muốn tìm ra thằng chó chết đã hại của Út, rồi tôi sẽ tự nộp mình cho công an. Mày còn dở cái giọng quân tử của mày ra. Không có ai cần mày. Mà cái chuyện này không phải là chuyện của mày. Anh nói như vậy không đúng rồi. Đó là chuyện của tôi. Đó là chuyện của tôi. Chỉ có tôi ở trong bóng tối mới có thể tìm ra kẻ ở trong bóng tối mà thôi. Vậy mày sẽ làm gì? Tôi muốn chú đừng giấu chuyện Út Khanh đang mang bầu nữa. Chú cứ đi đụng là Út Khanh đang mang bầu với thằng này hiếp dâm cũ. Mày thật khốn nạn. Tìm ra thằng đó rồi, mọi người cứ toàn quyền xử lý tôi. Có thể đem tôi lên công an để nộp. Cà phê nè. Cảm ơn. Ơi thầy ba. Vô đây uống cà phê. Khỏe không thầy ba? Khỏe. Trời ơi. Sẵn hỏi thăm thầy, cha con ông Sáu Hoàng sao rồi? Nói nào ngay cũng tội nghiệp ông ơi. Ông già Sáu bây giờ ông mặc cảm không có đi đâu, không gặp ai. Còn Út thì... Sao vậy thầy? Con Út nó khỏe rồi mà. Trời ơi, tưởng sao kén cho dữ rồi yêu thằng tướng cướp à. Nói nghe đừng học lại nghe mấy cha. Dạ. Con nhỏ nó bị hiếp mấy ông nội ơi. Nó bị ói mửa, tôi nghe mạch mới biết nó có bầu. Thiệt, thiệt hả thầy? Thì còn ai vô đây ông ơi? Thằng tướng cướp đó chứ ai? Không, thằng Sách nó trốn từ lâu rồi. Cái thằng ảm hiếp mới đúng. Ông già Sáu bây giờ mới trắng mắt. Ê, không mấy mày nhận đi. Được đó. Thì cũng hay, khi không vừa có vợ con vừa có cả gia tài ông Sáu nữa. Đúng rồi. Ngon đó. Không muốn vào đâu. Chú ơi, chú Sáu ơi, chú Sáu. Có chuyện gì vậy? Hả? Trời, con tức quá chú ơi. Mày bây giờ, chú hứa với con đi, con kể chuyện này cho chú nghe. Chú phải thiệt bình tĩnh nghe chưa? Mày tưởng tao nhiều chuyện lắm hả mày? Mà chuyện gì nói đi. Hồi nãy con đi ngoài chợ á, con nghe người ta đồn con Út nhà mình nó có bầu á chú. Dạ, đã vậy cái bầu đó là do bị hiếp dâm mà ra. Sao? Thấy ghê chưa? Mà chưa hết đâu nghe chú. Chú biết ai là người tung cái tin đồn đó ra không? Ông Ba Lộc.
Trời, chú thấy ghê chưa? Hồi nữa mà chú phải hỏi cho ra lẽ nghe không? Chứ đừng có để mà hả, thà đúng á thì thôi, còn không đúng hả chú kiện tính nơi tính chốn cho con, thầy bà gì cái thứ đó. Trời, bà Lập, bà Lập thiệt vậy sao? Trời đất ơi, không lẽ chú không tin con? Con nghe rõ ràng vậy luôn á. Đụng tới ai chứ đụng tới Khúc Khanh đó hả? Con nói thiệt với chú, con sẽ làm cho ra lẽ cho mà coi. Bây giờ á, chú kia ổng qua đây đi, ba mặt một lời luôn. Tao ngồi đây làm chai bia được không? Được. Vô đi. Vô. Cần gì nói đi, tao tìm mày vì muốn biết một thằng. Mày chỉ chỗ nó là mày có thưởng. Ai? Lưu Trọc. Cái tên đó chắc là mày biết chứ hả? Dễ mà. Trại giam. Cái gì? Nó rớt mấy năm nay rồi. Vừa rồi có tin nữa, nó bị trời trọng đứt rồi. Nhưng cũng có tin nữa, nó bị đưa đi. Còn đi đâu không ai biết. Chơi chắc là không có. Ở trọng dễ gì. Còn bị đưa đi thì má mày. Còn tới đây diễn với tao. Thôi được, mày không thích á thì tao không ép. Cảm ơn chai bia. Sơn con. Mày biết cả tên tao luôn mới ghê. Ok, tao nói. Anh ba. Ủa, thằng Hai Điền đâu? Anh có việc rồi, anh cứ nói với em. Rồi, ngồi đi. Nè, uống nước đi em. Dạ. Hôm kia thằng Sách nó có mò về. À, hóa ra nó vẫn còn lẩn quẩn ở trong đồng ông cổ này. Thằng Sách nó dám về hả? Ngoài tụi mày ra ai làm gì được nó mà không dám về. Nhưng mà có chuyện này. Con Út nó có bầu. Nó khẳng định cái bầu này là bầu của thằng Sách. Nhưng trước đó một bữa, thằng Hiếp Dâm lại mò ra làm thịt con nhỏ một lần nữa. Thằng Sách về nhà Sáu Hoàng nghe lén được chuyện. Nó mới bàn với tao á là tung tin con Khanh có bầu với thằng kia. Nếu như vì cốt nhục mà ông nội kia thò đầu ra thì xử luôn. Anh đồng ý nên sáng hôm qua nó... Ừ, tao bàn với mày là vậy. Mày với thằng Hai Điền á, ém sẵn ở đâu đó. Tao hoặc anh Sáu Hoàng hoặc thằng Tư Mến sẽ báo tin. Lấy thằng Hiếp Dâm cô Út ra để mà làm mồi câu thằng Sách. Thấy không? Nếu mà được, tụi nó ra tốn cổ hết. Sao, mày thấy sao? Không được. Lỡ thằng Sách giết thằng kia thì sao? Tụi mày nhân nhượng con mẹ gì nữa mà nhân nhượng. Hai thằng đó thằng nào cũng đáng chết hết. Chuyện đó có pháp luật lo. Mình chỉ có quyền bắt nó thôi. Không thể mượn tay thằng này để giết thằng kia được. Nhưng ý anh ba cũng có cái hay. Mình phải tạo ra một nhân vật khác để khiến thằng Sách nó phải lộ diện. Còn kế hoạch bắt nó như thế nào thì em sẽ báo cáo cấp trên. Thôi kệ mày. Lần này mà không á là tại tụi mày à nghe. Anh ba kia yên tâm. Ừ.
Ủa, cô Út đi làm cỏ hả? Ừ, ba cỏ ống mùa này sao nhiều dữ cô Út. Tôi là Bảy Bựa, nhà tôi ở cuối xóm này nè. Ờ, dạ, anh Bảy cũng đi làm đất hả? Không, tôi đi ngang thấy có người ở trong chòi á, nên tôi tò mò ghé đây thôi. Dạ. Thôi cô Út ở đây nha, tôi đi ngang. Cô Út có sao không? Dạ tôi không sao đâu anh Bảy, cảm ơn anh nha. Nè, có đi không anh? Dạ có chị. Lê Lê, ê, Kim muốn nước, anh muốn nói chuyện một chút. Có chuyện gì để sau đi, tôi đang bận. Trời, có chuyện quan trọng. Nếu quan trọng với anh á thì anh tự giải quyết đi, còn đối với tôi không còn gì quan trọng nữa hết. Tôi muốn nói chuyện cái bầu của cô Út Khanh. Hả? Ai đẩy nó vô hoàn cảnh này, tôi hay là cô? Cho tôi xin lỗi nha. Dạ không sao chị. Thầy ba ơi, có nhà không thầy ba ơi? Gì vậy chú Bảy? Ủa, thầy ba. Mời chú Bảy ngồi. Dạ. Chẳng giấu gì thầy, qua đây tính nhờ thầy có chút xíu chuyện. Nói đi chú. Thầy ba, thường phụ nữ có thai bị nghén á, uống gì hết thầy ba. Tôi có con vợ dưới quê á, nó đang cấn bầu. Thường thì nghén người ta mừng vì cái thai nó mạnh nó mới hành mẹ, nhưng tôi phải nghe mạch bà xã chú chứ đâu uống thuốc khơi khơi vậy được. Chà, lâu nay giấu kỹ ha. Vợ hay chú lén phén ở đâu vậy ông nội? Ai vậy? Làm gì có thì ba, mình cũng lớn tuổi hết rồi. Hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mỗi gối chồn chân vẫn muốn trèo hả ông nội? Đàn ông với nhau mà ngại gì. Đưa Bảo qua đây nghe. Ừ? Dạ. Anh đọc đi. Bé ba còn chỗ không? Bảo có chỉ huy, còn chỗ có hám sinh. Y vừa được đưa ra ngoài lao động. Đưa anh ta ra xe. Rõ. Dạ thưa cán bộ. Cán bộ ơi, cán bộ đừng. Em xin cán bộ, em xin cán bộ, đừng đưa em vào bê ba cán bộ ơi. Sao vậy? Nghe nói là ở trong này hám sinh dưới màu anh mà. Hơn nữa ở tù chứ không phải ở ngoài. Với lại hám sinh đã được đưa ra ngoài lao động rồi. Cán bộ ơi, cán bộ đừng. Em xin cán bộ, đừng đưa em về bê ba. Nó giết em, nó giết em chết cán bộ ơi. Ngồi lên. Dạ. Sao? Quan hệ của anh và hám sinh trong quá khứ là thế nào? Nói! Dạ. Dạ, em xin nói. Tôi tiếc gì nó hả cô? Nhưng còn thằng nhỏ thì cha nó đâu? Ai cũng đùng đẩy, đợi chờ nó hồi tâm tỉnh trí. Nhưng bây giờ thì sao? Tổ chức gì thêm tội, hại đời con gái người ta, danh dự gia đình của người ta. Cô có biết là cả cái khu ao đâu đó ai cũng phải kính nể ông Sáu Hoàng hay không? Cái thằng trời chu đất diệt này, con nhỏ giả điên giả khùng để mà tìm nó, giúp đỡ nó, sống khổ sống sở như vậy, tai ương cũng gì nó hết. Vậy mà nó nỡ lòng nào? Trời ơi,
bây giờ còn Út. Mình phải làm gì nữa chứ? Tôi là đàn ông mà, gặp nó biết nói gì bây giờ? Được rồi, anh cứ để mọi chuyện đó tôi lo cho. Tìm cách mà đưa cho con Út, ráng thuyết phục làm sao cho nó lấy đi. Ô, anh Sáu ơi, anh Sáu, anh Sáu. Hả? Trời ơi, có tin vui rồi anh Sáu ơi. Chuyện gì nữa vậy mày? Ông nghe tôi nói nè, thằng rể của ông á, nó mò đầu ra tìm tôi chứ gì. Mà nghe tôi nói nè, ông phải bình tĩnh nghe. Mà đó là thằng nào vậy? Thằng đó đẹp trai, có giò có cẳng cũng được lắm à. Cũng được hả? Tao chém chết mẹ chứ cũng được hả? Anh sao vậy? Mình xử được mà. Thằng nào cà chớn á, mình xử theo cà chớn. Thằng Sách hiền sao? Còn Thiện Chí thì coi như là thanh niên háo thắng làm lỡ. Còn Út có nơi có chỗ cũng nên, phải không anh? Nhưng mà nhà nó đâu? Cha mẹ nó là ai? Anh coi bộ không êm rồi đó. Thôi anh đứng qua bên đi để tôi sắp xếp cho. Nghe anh Sáu. Bà Lộc, mày nghe tao nói nè, tao không bao giờ đội trời chung với thằng bất nhẫn, trừ khi nào tao tắt thở. Anh Ba, tình hình sao rồi? Không êm rồi tụi bay ơi. Ông già Sáu ông nóng rần rần ở bệnh á. Ông nói năm đỏ Sáu xanh gì thò đầu vô ông chém chết mẹ hết. Trời ơi, tao nè mà ông còn đòi chém chứ đừng nói ai. Tội nghiệp gia đình á, chú Thím Sáu có làm gì bậy bạ đâu. Ông sốc là phải rồi. Rồi cô Út không có nói gì hả? Nói với bà Sáu thì không có ở nhà, còn tôi thì phải nói chuyện với ông Sáu ở sau vườn chuối á. Kiểu này á là lộ hết rồi. Thế nào á, thằng Sách cũng trốn thoát. Thằng Hai Điền nó nói đúng, phải phối hợp rất là êm thấm rồi mới diễn. Anh trai, cho xin miếng lửa. Đại bảo, anh đã bị mất. Như vậy là Hám Sình đã biết rõ cháu là cảnh sát và không muốn mượn tay chúng ta để vén bức màn bí mật ngày trước. Út Khanh ơi, Út Khanh. Dạ. Ai kiếm mày kìa? Có cô nào kiếm mày á? Ở đâu chị? Cô đang ở nhà tao với anh Tư Mến mày ngoại á. Ổng kêu tao vô đây á, coi ý mày sao. Rồi mày có gặp người ta không? Để tao bơi xuồng rước mày ra ngoài. Cái cô này á cũng không lớn gì mấy mà có kỳ lắm. Cổ quấn khăn mặt á, không có chịu gỡ ra. Tao thử nhiều lần á để thấy mặt cổ mà cổ nhất định không có tháo khăn. Ê, 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 con quỷ đi đâu mà không chờ tao hả? Đi nhanh lên chị, đi lẹ lên. Chờ với đi cái gì mà lẹ thấy sợ á. Mời thì ba vô. Chào chú Bảy. Bữa nay cúng gì mà hỏi không nói gì chú Bảy? Bữa nay cúng củ quyền thất tổ, rước ông bà về ăn đó mà. Chứ tưởng dỗ quải mà ông mời tôi kiểu này kẹt tôi dữ lắm nghe ông. Uống đi thầy ba. Dạ chào anh Tư. Chị Út Khanh.
Em sao rồi? Chị đến đây để thăm em nè. Nhà em ở đâu vậy em? Dạ, ở mé ngoài kia. Rồi, hai bác có khỏe không em? Dạ khỏe, còn chị sao rồi? Chị khỏe. Chị đến đây tìm em, mới biết anh chị Tư ở đây là chỗ thăm tình với gia đình mình. Anh chị Tư cũng đã từng giúp đỡ anh Sách. Còn đây là Lệ Lệ, là vợ của anh Sách đó anh chị Tư. Dạ. Không ấy á, em tháo khăn ra rồi đi rửa mặt cho nó mát cái đã. Dạ thôi được rồi. Chị Lệ ngồi chân lát rồi ghé qua nhà em tắm rửa luôn chị ha. Dạ chị, để bây giờ em về giúp Khanh luôn. Em còn ở lại đây mà chị. Thôi em xin phép anh chị. Dạ em chào anh chị. Đi chị. Dùng đi thầy ba. Rồi. Không giấu gì thầy ba, tới tuổi này mà sống một mình cũng dở nha thầy ba. Nói đây chắc cũng không ai thấu hiểu. Sống mình cũng buồn lắm thầy. Coi bộ không có tâm sự gì rồi phải không? Thầy ba, thầy ba chắc thân với nhà ông Sáu Hoàng lắm hả? Tôi cũng như em trai lớn của ổng vậy mà. Rồi, thôi vô một cái đi ha. Rượu nặng dữ à. Nè, để đó đi thầy ba. Nè chú, nè, tới chú Bảy, vô chú Bảy. Dạ. Thầy ba, là bậy cuốn cái. Để tôi được rồi. Không giấu gì thầy, hôm qua tôi tình cờ ghé chòi ông Sáu Hoàng. Cô gì, con gái ổng á. Cô Út Khanh. Sao? Dạ, đúng rồi. Tôi tính nhờ thầy. Ý chàng ơi, không được đâu cha, nhỏ đang có bầu đó. Kệ mà. Tôi nghe thầy nói trong quán cà phê, trót bê lên bụng thì bồng lấy con vậy mà. Bữa có anh cha gì ngồi kế bên mình, chả nói cũng hay, không có chuyện nhảy ra nhận cây bầu á thì làm sao tôi tới được với Út Khanh. Rồi cha thằng nhỏ nó cũng tìm về đây rồi, ông nghĩ sao? Thầy ơi, tôi bảo đảm với thầy không bao giờ có chuyện đó. Sao vậy? Thì tôi nói vậy đó, tin không tin thì tùy thầy ba. Tao biết tánh nhỏ này, bước vô nhà là tao nghi rồi. Còn mày thì sao? Anh cố gắng nhận chị Tư, đừng để lộ chuyện anh em mình bàn với nhau. Được rồi, cái đó tao biết. Nhưng mà xem chút nữa là bể tè le luôn. Tao trừng mắt. Tao biểu bảo qua nhà báo cho Út Khanh biết, còn tao ở nhà điều tra. Vậy mà còn xém bể nữa. Cũng hay đó. Nhưng mà anh điều tra được gì? Tao chủ động kể chuyện Út Khanh có bầu. Tao còn đía thêm á là ông bà Sáu bắt nó phá, nó quản liền. Nhưng mà con nhỏ này nó khùng lắm. Tụi mày không biết sao chứ tao bó tay rồi. Thằng Bảy Bữa, Út Khanh nó nói nó lén ra chòi mà chưa đâu ngang, còn qua nhà cha ba Lộc mua thuốc chống ngén nữa, rồi rủ ba Lộc qua nhà luôn. Theo anh, thằng Bảy Bữa có phải? Cũng không có dám chắc. Bị dì Út Khanh nó nói á, cái thằng hiếp nó là đầu trọc, còn Bảy Bữa thì búi tóc gì cha ba Lộc mà. Ôi nhưng mà thôi, theo tao thì thằng nào cũng vậy, miễn là bắt được cái thằng không có tánh người đó là vui rồi. Còn mày cần cái gì á thì cứ nói. Tụi tao cũng là công an đó nghe. Chứ sao nữa. Nghe lời chị, em đã thuyết phục được ảnh. Anh chần chừ nhưng cuối cùng cũng nghe lời em. Mà sao cứ mỗi lần anh định ra đầu thú là có một cái gì đó xui khiến.
hết giết người rồi lại cướp tiệm vàng, làm cho anh hoảng loạn. Anh Sách không tâm sự gì với em sao? Dạ có, anh kể cho em nghe hết, kể cả chuyện anh Tư Dịnh lén gặp ảnh, ảnh đều nói cho em nghe. Ảnh nói cuộc đời ảnh bây giờ chỉ còn có ba người: em, chị và anh Tư Dịnh. Tôi tiếc gì nó hả cô? Nhưng còn thằng nhỏ thì cha nó đâu? Ai cũng đùng đẩy đợi chờ nó hồi tâm tỉnh trí, nhưng bây giờ thì sao? Tổ chức gì thêm tội, hại đời con gái người ta, danh dự gia đình của người ta. Cô có biết là cả cái khu ao đôi đó ai cũng phải kính nể ông Sáu Hoàng hay không? Tư Dịnh xuống đây nhiều lần mà không nói mình biết. Đúng là bẫy bựa. Ra đi, nhớ là nhẹ tay thôi, không được làm bị thương. Ê kìa, đi đâu mày? Ê nè, mấy ông làm gì vậy? Tao thích chọc mày thì sao? Anh đừng có giỡn mặt mày nha. Sao muốn gì hả? Nè, anh đừng có giỡn mày đâu. Mày ông gì? Đứng lại. Gì vậy? Muốn gì? Mày làm gì vậy? Hả? Đúng là bậy bừa đòi tóc giả. Con nhỏ sao rồi? Bình thường. Sao mà em không đưa cho nó giùm anh? Nó không nhận, anh cất đi. Trời, trời đất. Nó không nhận thì em phải thuyết phục nó chứ. Anh có lòng, nó nhận tấm lòng của anh là đủ rồi. Út Khanh nhờ tôi nói với anh là nó cảm ơn anh rất nhiều. Thôi, em cứ cất đi, cần gì thì lấy xài. Thôi, tiền lợi ngân hàng của tôi hàng tháng cũng đủ xài rồi. Khi nào cần tôi sẽ nói với anh sao? Em có nghe nó nói gì thằng Sách không? Bây giờ nó đang ở đâu vậy? Anh giấu làm gì? Không phải anh thường xuyên liên lạc giúp đỡ anh Sách hay sao? Mà tôi nhắc nhở anh, coi chừng công an tìm tới anh đó. Em hù tôi đó hả? Hả? Giúp ai là chuyện của tôi? Vì ai mà tôi lặn lội như vậy? Vì ai chứ? Sao Tư Dịnh lại tốt với Sách một cách kỳ lạ? Lòng tốt hay còn mục đích gì khác chăng? Anh coi em như là em trai trong nhà, thì em coi gia đình anh như là ruột rà vậy đó. Em cũng chẳng giấu giếm gì. Thì mày cứ nói. Là vậy nè, thằng Năm Đỏ nó quay đầu, đứa biết nghĩ tới tình cốt nhục á, là đứa tốt chứ không phải kẻ xấu. Vậy thì anh phải suy nghĩ. Một là thuận cho tụi nó lấy nhau, thù quán gì nên bỏ, cởi bỏ hết chứ đừng có cột lại. Mày ngồi ngoài sáng nước, tao nghe theo mày. Nhưng mà nó phải về lại tao đàng hoàng. Ừ, em nói rồi, nó chịu hết. Nó còn bàn với em là nó về rồi thì cứ phao tin là nó với con Út yêu nhau lén lút, chứ không có hãm hiếp gì hết. Bị gì anh khó quá, dĩ lỡ rồi. Mình làm cái tuyên bố cho nó xong. Tao chỉ đánh người chạy đi, chứ không đánh người chạy lại. Vậy chừng nào nó gặp tao? Anh cứ từ từ, nó sợ anh gần chết mà cảnh sát cũng không bỏ qua, làm sao cho nó vẹn toàn đôi bề mới được. Còn cái vụ ông nội Sách nữa, bây giờ phải tính tới cái vụ nó đây. Vậy thì mày cứ thu xếp đi, rồi cho tao biết. Thôi, tao về đây. Dạ dạ. Nè nè, nhớ bàn với Út Khanh một tiếng nghe anh Sáu, cho nó nghe nó vui. Được rồi. Dạ. Tao về nha. Dạ dạ dạ.
Sách, mày đang ở đâu? Ra đi. Sách, tao biết mày đang ở đây mà. Mày ra đi. Nếu không á, tao sẽ báo cảnh sát đó. Sách, mày đang ở đâu? Con đi. Sao? Hôm bữa trước mặt tao với ba Lộc, mày hứa như thế nào? Trả xong nợ chỗ Khanh, con sẽ tự tay trói mình cho chú toàn quyền xử lý. Chắc mày cũng biết, con gái tao đánh đổi quá nhiều rồi. Bây giờ thằng khốn nạn đã giác mặt gì đây? Chú nói sao? Nó ở đâu? Khoan, nó mới đánh tiếng thôi. Nhưng nếu nó xuất hiện thì sao? Tôi sẽ xóa sổ nó. Được, từ đây tới đó mày được vô nhà tao. Còn sau đó tao không hứa gì hết. Chú muốn sao cũng được. Hôm nay tôi mới được thấy bộ dạng thật của ông. Chắc là ông biết tôi đưa ông lên đây là vì lý do gì phải không mấy bữa? Dạ. Vậy thì ông nói đi. Hoặc là ông có thể giữ im lặng. Nhưng nếu thật sự ông có tội thì sự im lặng của ông được coi là bất hợp tác, và có thể là được coi là chống đối. Dạ, thưa cán bộ, tôi là thủ phạm chính trong nhà tắm bé. Tôi trốn về đồng ông cậu vì tôi biết thế nào cảnh sát cũng sẽ truy đuổi và tìm ra thủ phạm. Nhưng tôi thề với cán bộ là tôi chưa làm thêm vụ án nào trong đồng ông cậu hết á. Vì ở đồng ông cậu hầu như đa số các hộ đều không có củ cải để cho ông ăn trộm. Nhưng mà ở đồng ông cậu có gái đẹp, thứ đó đáng giá hơn. Dạ thưa cán bộ, tôi đâu có làm cái vụ Út Khanh đâu. Sao ông biết tôi nhắc tới vụ Út Khanh? Anh ba, cho em hỏi. Từ nhà anh mà ra ngoài Đồng Bưng á, từ Đồng Bưng đi khoảng 5 cây số đường chim bay là tới Vĩnh Long à? Ừ phải, đúng rồi. Nhưng mà đi không có đường lớn. Còn đi ở đâu thì sao? Chỉ còn con đường mày hay ra vô đó thôi. Anh ba, còn đường sông thì sao? Ngược lên ngã ba phèn là kinh kháng chiến. Một đầu ra mũi đất Tân Mỹ, một đầu thì ra mé sông Hậu, mé Lê Dung đó. Tụi mày tính sao? Kế hoạch đó là dụ cho thằng Sách và Năm Đỏ gặp nhau tại nhà chú, rồi bắt nó tại đây. Tao sợ giờ chót á, ông già Sáu á, ông biết chứ không gì. Ông nhảy vô ông làm chướng tay chướng chân tụi bay. Mà tao hỏi nè, không phải thôi nghe, sao cảnh sát Cần Thơ không thấy động tĩnh gì hết trơn vậy? Trời đất, anh ba nói gì kỳ vậy? Có sao không có, hai bên đã thống nhất với nhau rồi. Anh em Cần Thơ làm việc khác, tụi em làm việc khác, mỗi người một việc. Nếu không có anh em Cần Thơ á, tụi em không làm được gì đâu. À vậy à, vậy à. Dạ. Ờ, ừ. À, còn vụ bảy bữa sao tụi bay? Vụ bảy bữa vẫn chưa xác định được. Kính miệng nghe mấy cha, lộ là nó trốn mất tiêu đó. Bảy bữa đang bị giữ để điều tra. Để bắt được thằng Sách thì em sẽ là Năm Đỏ. Út, mới đi chợ gì hả? Ủa, anh Tư xuống hồi nào vậy? Ờ, anh mới xuống. Anh mới ghé nhà thì chú thím nói em đi chợ. Anh ra đây đón em, rồi nói chuyện chút rồi về luôn. Thằng Sách đâu đủ? Dạ, từ bữa mà anh ở nhà em tới giờ bị bắt rồi, em có gặp được ảnh nữa đâu anh Tư. Bữa chị Lệ lên có gặp Sách không? Dạ không. Nghe anh Tư dặn nè, nếu thằng Sách nó về thì nói nó cố gắng gặp anh Tư nghe. Có người quen, đưa nó qua bên kia. Tội của nó là án tử chứ không phải chơi đâu. Anh chỉ vì em, vì đứa nhỏ. Anh Tư có điện thoại cho anh Sách không? Từ bữa bị mời tới giờ anh đâu có dám xài số đó nữa đâu.
Đi về đi, để nắng. Anh Tư về đây ha. Hôm ấy anh Tư ghé nhà em ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe rồi về. Thôi thôi thôi, còn nhiều ngày mà. Nay mai anh xuống không chừng nữa. Thôi anh Tư đi nghe. Dạ anh Tư đi. Nè nè nè, khoan đã. Út Út. Dạ. Hồi bữa anh Tư gửi tiền cho em á, sao mà em không nhận? Ủa, tiền gì anh? Rồi gửi hồi nào? Thì chắc chị Lệ quên rồi đó. Vậy mà anh cứ tưởng là em cố chấp không nhận chứ. À rồi rồi, em nhớ rồi. Chị có gửi cho em. Thôi nhưng mà anh Tư cứ giữ đó đi, khi nào cần thì em xin. Thôi, em về đi. Dạ. Anh Sáu, vậy là tối nay anh vô tôi. Nhớ đừng cho thằng Sách nó hay. Để coi thằng Năm Đỏ nó nói cái gì đã. Mày thấy thằng này sao? Thằng này cũng hiền từ chân chất, mà nói có bộ cũng xứng, cũng hợp với con Út nhà mình. Mà nè, mà anh cũng phải bình tĩnh, kẻo hư chuyện hết. Chuyện dĩ lỡ cũng đã dĩ lỡ rồi. Tao biết, tao dù muốn dù không á, thì cũng phải tùy cơ ứng biến. Anh nói vậy không đúng. Không đúng là sao mày? Tôi nói không phải, anh bỏ qua cho tôi nghe. Nhiều khi mình cầm lái á, thì phải chịu đòn, mỗi khi mũi nó dại. Ý mày là sao? Cô Út Khanh á, tìm tới hiến thân cho nó hay sao mà dại? Anh cũng vậy nữa. Ý tôi nói á, là lòng vị tha là cần nhất lúc này. Tôi đã nói á, anh gặp nó đi rồi hẳn quyết định mà. Biết nó, biết nhà, biết cửa, anh bầm nó ra hàng trăm mảnh cũng được. Anh trói nó đem vô công an cũng được. Thôi, tôi về đây. Tôi nói nè, nói với con Út á, đừng có nói gì với thằng Sách nghe không? Nó ở đâu đây mà nói? Mày nói vậy á, rồi nó tới nó nghe nó tưởng tao nói xấu đó hả? Anh nóng quá. Thôi tôi về. Về nghe chị Sáu. Về ạ. Ông á, cứ bình tĩnh. Nào cũng đùng đùng lên à. Bà đây. Dạ thưa anh, kế hoạch phối hợp với công an Cần Thơ em trình bày như vậy có được không? Tốt, các đồng chí cứ như vậy mà tiến hành. Dạ. Em đi nghe anh ba. Vậy à? Vậy tốt quá. Anh ba, anh đừng lo, anh biết tôi mà. Điều quan trọng nhất là anh phải bình tĩnh nha. Dạ, được rồi, vậy nha. Xong chưa thầy ba? Ông cặp rập kiểu này bể hết. Thằng mấy bữa từ sáng qua tới giờ chưa về. Trời ơi, sao ông không dò kỹ rồi báo cho thằng Hai điện? Thì có chứ sao không. Nhưng mà ông thấy thái độ ông Sáu Hoàng sao? Thì thấy ông cũng xu chèo mát mái đó chứ. Còn tụi mình làm gì đây? Nè, về nhà thằng Hai điện nó giao gì làm đấy. Nè, tôi thấy có nhiều thanh niên lạ mặt quanh đây nghe thầy ba. Trời, ông nội cảnh sát đó ông. Thôi đi 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 theo tôi. Lê Lê hả? Thằng Sách cầm Huy rồi. Sau khi tôi giết chết xong thằng Nam Đỗ, tôi chỉ xin một ân huệ. Nói đi. Nếu tôi chết thì xin chú hãy đem tôi về chôn cùng với ba má tôi. Không có gì là quan ước với anh uống mà. Anh biết trước sau gì anh cũng phải tới ngày này. Cuộc đời dây trả mà. Út cứ phá thai rồi lấy chồng, rồi về bên kia anh cũng sẽ mang ơn Út. Đừng, đừng gây thêm tội nữa anh Sách ơi. Không,
Thằng đâm đầu phải chết. Anh thề đó. Nhưng mà anh chỉ tiếc một chuyện thôi. Đó là anh chưa giấy được bức mạng bí mật, chưa mang được đứa nào đã hại anh ra ánh sáng. Em tha lỗi cho anh, nhưng cũng nói với anh chưa giấu giếm Út điều gì, có phải không? Không, trời ơi không. Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Sau khi chủ mưu thực hiện những vụ trộm ở nhà tắm bé, bảy bừa trốn về ao đôi để tránh khỏi tầm mắt của cơ quan điều tra. Hắn cần được sự bảo bọc của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật ở Cần Thơ. Một kẻ đã mang chỉ thị của Hắc Hổ đến ra lệnh bảy bừa điều nghiêng tiệm vàng Kim Tính. Âm mưu đánh cướp tiệm vàng đã được thực hiện và gấp thang bỏ vào tay của Sách thành công. Tưởng lần trả ơn như vậy đã chấm dứt nợ nần, thì bảy bừa lại nhận lệnh Hắc Hổ hiếp Út Khanh. Không ấy mình bỏ hết đi. Thằng Sách đi chưa? Đi rồi. Tôi thật mà Lộc không qua bắt được tôi đâu. Thằng Sách ló đầu ra là ăn đạn liền. Vậy giờ ông đừng có vô trong trọng nữa nha. Bà tưởng tôi để cho nó giết thằng Năm Đỏ sao? Không, không bao giờ đâu. Mà là tôi. Ông ơi, tôi lạy ông mà. Tội nghiệp tôi mà ông. Ông ơi, bà tránh ra. Bà có chứng kiến con gái tôi bất tỉnh nằm trăng trùa giữa chòi chưa? Chưa mà. Thì làm sao bà hiểu được tôi đau đớn là sao chứ? Ông ơi, tội nghiệp tôi mà ông. Bà, tôi hỏi bà đó, con Út Khanh đó bây giờ bao nhiêu tuổi? 31. Vậy là 41 năm. 41 năm lòng vợ. Bà chưa cãi tôi lần nào đúng không? Tôi xin ông mà. Ông ơi, ông đừng có đi. Thằng Năm Đỏ gì đó đâu? Ủa, mày đi đâu vậy? Thằng Năm Đỏ gì đó đâu? Mày định... Anh cứ an tâm, tôi tới để xem nó có mấy đầu mấy tay thôi. Mày phải bình tĩnh, chuyện có liên quan tới cuộc đời của Út Khanh đó. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nói thiệt với anh, tôi đang rất bình tĩnh rồi đó. Anh Sáu đâu? Ông không tới đây đâu. Vậy là thôi nghe. Nếu có thấy mạng cho thằng Năm Đỏ thì anh đừng trách tôi nghe. Được rồi, mày thả nó ra đi, để tôi kêu thằng Năm Đỏ. Năm Đỏ ơi, ra đi. Năm Đỏ là tôi đây. Anh đã bắn đứng tôi. Sách, thả ba Lộc ra. Giơ tay lên. Tôi bảo cho anh biết, mọi khu vực đã bị bao vây rồi. Anh đừng buộc chúng tôi phải nổ súng. Súng của mày nhanh hơn tay tao không? Tôi tới để tính sổ với thằng Năm Đỏ, rồi tôi sẽ tự ra nộp mình. Đây là chuyện riêng tư cá nhân. Năm Đỏ là chủ cảnh sát đang đứng trước mặt mày đó. Đầu hàng đi Sách. Đúng, tôi chính là Năm Đỏ. Đó chỉ là cái tên giả để dụ anh ra đây. Sách, anh bình tĩnh lại đi. Chúng tôi đã tìm được kẻ gây ra quan tình cho anh nên hợp tác. Có thể anh sẽ được nhận nhiệm vụ của chúng tôi, đi bắt kẻ vu oan cho anh.
anh đừng có tưởng lần trước chạm mặt anh có thể thoát được. Suy nghĩ kỹ đi, anh có thể tự giải quan cho mình. Đứng yên, chỉ cần ai đó tiến tới tôi sẽ bóp nát cổ họng của bà Lộc. Tôi không đùa đâu. Tôi yêu cầu nắm thằng năm đó, nhanh lên. Nếu cần tôi chấp nhận đổi mạng với nó. Làm nhục Úc Khanh là một người khác đã bị bắt, năm đó là tôi. Đó là cái tên để dụ anh ra đây. Nói lâu, đưa thằng năm đó ra đây mau. Một lần nữa chúng tôi yêu cầu anh hãy thả anh ba ra. Bố mẹ mày năm đó. Mày đứng không biết tên ở đây hả? Dễ phách mẹ mày lại. Mày sao? Mẹ mày sao đâu? Ủa thôi nhanh lên, năm đó mày lại đây. Trời ơi, anh Sáu, anh làm cái gì vậy? Nhưng thằng đó là... Alo, trung tâm nghe. Dạ, bị bắt cháu của đối tượng mà Nguyễn Tú cũng mất liên lạc. Để cho tôi đi đi, tôi không muốn đụng anh. Anh có hai lựa chọn, một là theo tôi về, hai là anh giết tôi. Shit. Anh chốt trận ở đây, còn anh theo tôi qua bên đó. Vậy nha. Rõ. Ông Tú của Vĩnh Long đụng thần sách nên cái bồ đàm rớt lại, cách chỗ cái bồ đàm chừng 5 thước, có dấu quần nát ở đó. Nó không ra khỏi thiên lạc địa võng này được đâu. Em là người của anh Tư. Tư nào? Anh Tư Vịnh. Anh Tư dặn anh là cô đã quán cà phê Tám Tạo, có người đưa anh qua Campuchia. Anh Tư đã bàn với chị Lệ Lệ hết rồi. Anh Tư dặn anh là đừng có chống lại cảnh sát mà dạy dục. Mà thêm khó. Anh Tư đang ở đâu? Anh Tư đang ở chỗ chị Lệ Lệ á. Anh đi đi, anh cứ ráng làm theo đúng như anh Tư đã dặn. Thank you.
cầu trời cho nó thoát. Qua được Campuchia là êm rồi. Cái gì trên đời này cũng được sắp xếp theo ý trời, có muốn cưỡng lại cũng không được. Anh có biết chuyện anh làm là chuyện tày trời không? Tôi cũng không biết mình đã làm gì. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Cứ hễ nhìn thấy Úc Khanh là tôi sôi lên vậy đó. Tôi lớn lên không có cha. Đơn giản là tôi nghĩ thằng nhỏ lớn lên nó sẽ như tôi, tủi nhục. Vậy thôi. Nếu sáng mai nó ra được quán cà phê Tám Tàu là xong. Tôi cũng nguyện lần này sẽ là lần cuối. Tôi không bao giờ xen vào cái chuyện thị phi này nữa đâu. Trẻ tre bệnh xấu cho dày bằng qua sông Mỹ, bằng qua mà sông Mỹ có ngày gặp mơ. Từ đây sao rồi vậy hả? Anh Tư đây sao rồi vậy hả? Thôi coi như là ý trời. Tao không biết giờ nó bị bắt hay chưa nữa. Thôi có gì để tính sau đi ha. À, anh Tư cảm ơn chú đã nhiệt tình. Vậy ha. Coi như là hết cứu. Tới giờ qua bển rồi mà thằng Sách chưa ra được. Tôi đành có lỗi với mẹ con của Út vậy.
Nói vậy chắc anh đã hiểu, không phải cứ tự do gieo rắc là tự do thoát được đâu. Cảm ơn anh đã thương Úc Khanh, thương anh Sách mà lo liệu. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra nhiều điều rồi. Tôi cũng cảm ơn em đã hiểu được tôi. Thôi, tôi về đây. Tí. Dạ. Tí. Dạ con má. Nghe má dặn nè. Con coi đuổi mấy con gà, coi chừng nó quậy lên mấy cái cây ba con ươm đó nghe. Nhớ nghe không con? Má đi đâu vậy má? Má đi chợ. Sao đi đâu con cũng hỏi hết vậy? Dạ. Chị là chị Lệ Lệ. Chắc chị không biết em đâu. Có một người chỉ cho em chỗ của chị đây nè. Em liền đón xe xuống đây đó. Cô là ai? Chị ơi, cho tôi hỏi. Có gì không cậu? Ở dưới này á, có nhà ai ở không chị? Có chứ cậu. Rồi cậu tìm nhà ai vậy? À không, em chỉ đi lạc thôi. Chị cho em hỏi, bên kia sông là đâu hả chị? Đọc ông cổ đó cậu. Dạ, em cảm ơn chị. Cậu gì ơi, khoan đã. Sao chị? Hình như cậu là công an phải không? Sao chị biết? Thấy cái cộng á, cái thằng ăn cướp nó đang ở nhà tôi á. Nhà chị ở đâu? Nhà tôi ở cuối đường này nè. Cảm ơn chị. Bà chủ nhà phát hiện ra anh đó. Bà báo công an đó. Tôi điện cho anh Tư Dịch. Anh Tư Dịch báo cho anh đó. Bảo lâu. Tôi nói thiệt mà anh không tin. Anh gọi điện cho anh Tư Dịch đi. Lẹ lên, không kịp đâu. Công an sắp tới rồi đó. Anh Tư đã dặn cái người hôm qua đang chờ anh đó. Bây giờ anh phải ráng chạy qua quán cà phê Tám Tàu ở chờ áo đôi. Nhìn lên, có người đợi anh đó. Không là không kịp đâu. Đứng im, dậy tôi lên. Anh làm người rồi, tôi có làm gì đâu. Chú. Con đi đâu vậy?
Thưa chú, cái chú bị bắt này dặn cái chú chạy trốn là sáng mai ra quán cà phê Tám Tàu. Quán Tám Tàu ở đâu? Dạ con không biết. Chú biết chợ Âu Đôi ở đâu không? Chị là đứa trẻ mồ côi, phải ở nhờ người dì sống ở An Giang. Nói là sống, chứ thiệt ra là ngủ nhờ. Dì của chị rất là nghèo, dì dượng phải bươn chải ngày đêm, đến khuya mới về. Chị kiếm được cái gì thì ăn cái nấy. Nhà anh Sách thấy vậy mới cho chị ăn ké. Má anh Sách hiền từ lắm, ba ảnh có cái nhìn ấm áp, chở che mà uy quyền. Còn anh Sách thì sao chị? Anh Sách lúc đó luôn là chỗ dựa bình yên cho chị. Có ảnh, đố đứa nào dám ăn hiếp chị. Có khi chị với ảnh còn đi ăn cắp xoài nữa. Con nít mà em. Mà mỗi lần nhớ là mỗi lần chị thấy thương anh Sách, vì sợ chị bị ăn đòn cho nên ảnh phải chịu bị đòn. Mà hồi đó chị mê ăn tới mức bà chủ nhà tới đứng sau lưng chị cũng không hay biết gì luôn. Nè hai đứa. Hả? Chết rồi. Đang chọn bưởi phải không? Trái. Bác hai thương con nhưng nghiêm khắc lắm. Hôm sau mình mấy anh Sách bị bầm dập vì đòn rồi. Cứ mỗi lần nhớ lại kỷ niệm chị thấy đau thắt trong lòng. Ừ, chị biết yêu khi nào vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Hình như tháng ngày cứ thấm dần vô người chị. Tụi chị chắc sẽ rất hạnh phúc nếu như không có cái chết của bác hai. Ba anh Sách mất năm đó lúc anh Sách mới 15 tuổi. Chôn bác xong, anh Sách ngồi một góc, không ăn uống, không nói gì với ai hết, cũng không khóc được. Vì lúc nhỏ anh đã chứng kiến cảnh người ta giết bác hai trước mặt ảnh. Má! Biết ai không chị? Lúc đó thì không biết. Bác hai mãn phần đâu, được một năm thì chị danh sách không còn gặp nhau nữa. Lúc đó bác gái đưa anh Sách lên Sài Gòn. Sau khi gánh sơn đông của gia đình ảnh tan rã, chị thì về quê ngoại ở Cần Thơ. Nếu như bác hai mà không chết thì giờ anh Sách đâu có như vậy. Cuộc sống đói nghèo hè phố đã làm thay đổi hẳn con người của ảnh. Giơ hai tay lên đầu. Giơ lên. Quỳ xuống. Nhanh. Không, tao có thể chết, nhưng tao không bao giờ ở tù. Không bao giờ. Khi mà tao chưa tìm ra đứa đã đẩy tao vào cảnh chết không ra chết, mà sống không ra sống này. Nếu hôm nay tôi không kết thúc vụ này thì đúng thật, anh là quỷ rồi. Yeah.
Không gặp chị, em không đánh giá đúng được vấn đề đâu chị. Nhưng mà em vẫn muốn được gặp anh Sách một lần. Để làm gì? Ngày xưa anh Sách đã từng giúp em rửa được oan tình của mình, mặc dù hôm nay anh ta là một người có tội. Nhưng em vẫn muốn được gặp anh Sách để trả những gì thuộc về anh ta và xóa đi những gì không thuộc về anh ta nữa. Chị, rồi Út Khanh, bây giờ là em. Chị có điều mọi thứ đã muộn rồi. Vì sao chị? Vì nợ nào cũng có một thời hạn nhất định cho người vay hết. Rồi, tôi dặn nó kỹ rồi. Ra tới quán Tâm Tạo á, là hãy nhảy xuống sông lặn một hơi qua bên kia rồi ông đón. Rồi có gì tính sau. Tôi cảm ơn ông trước nha. Tú, thằng Tú, mày sao chị Tú? Tú, mày sao vậy? Nó uống chén quế sắc này nè là nó ấm lên liền hà. Nó có sao không thì ba? Cái giọng này là ông nội tôi kiệt sức chứ không có gì đâu. Sách, đừng yên. Sách. Ủa, mẹ, mày bị xỉu lút ở trong bưng á. Cũng hên là tao tới kịp á. Mày uống đi, tao đang nấu cháo cá ở dưới đó. Chờ chín đi rồi húp miếng. Mày để vô cái thằng quỷ sứ đó nữa rồi phải không? Dở ẹ. Mà cũng tại ông già Sáu hết á. Súng của mày tao cất ở trong kìa, ở dưới cái gói á. Chắc em phải đi liền anh ba. Đi đâu? Ngồi đó. Em phải về thôi, không thì trễ. Mày muốn đi đâu á thì ăn cháo cái đã, uống thuốc đi. Ừ. Cho em ăn cháo đi, em đói quá. Rồi, để tao dọn. Uống thuốc đi. Dạ. Thôi, được rồi, để tôi. Xuống phụ tao. Hổm rài á, đám trộm xong á, nó hoạt động lại nghe mấy ông. Gì hả? Hồi hôm á, cửa sau nhà tôi bị cạy nè. Thiệt không cô Tám? Chứ ở đây á, hồi đó anh vợ bình yên ổn lắm mà. Đúng rồi đó. Hổm rài á, mấy ông nội của tôi á, tụ tập bên kia sông kìa. Báo liền cho cảnh sát. Trời ơi, biết mà không nói gì hết. Dạ. Thưa chú, cái chú bị bắt này dặn cái chú dạy trốn là sáng mai ra quán cà phê Tám Tàu. Quán Tám Tàu ở đâu? Dạ con không biết. Chú biết chợ Âu Đôi ở đâu không?
Nè, nói thiệt nha, chưa có thằng nào mà anh thương như mày vậy đó. Xạo quá cha. Bây giờ muốn cái gì nói. Thì anh nghĩ là mày nên tác động. Nhìn mặt không hiểu rồi đúng không? Là cái chuyện á, anh làm cho Thu Ba để Thu Ba yêu anh, đó là cái chuyện rất bình thường. Bởi vì mày thấy anh cũng đẹp trai, cũng có tài năng đúng không? Nhưng mà có thêm chú mày giúp cho anh, giống như là rồng thêm cánh vậy đó. Đúng không? Đúng không? Hợp lý. Nhưng mà thí dụ như là thằng em này cũng quan tâm giúp đỡ Thu Ba thì sao? Mày thấy có cái gia đình nào mà thằng em đòi cưới vợ trước thằng anh không? Không hề hợp lý. Thu Ba là một cán bộ mới được cử về đây, cho nên là chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn cho Thu Ba nắm rõ cái chuyên án này. Nếu mà có thắc mắc gì á, Thu Ba cứ hỏi anh ha. Cảm ơn hai anh. Trời ơi, con mình chết. Cấp cứu đi. Sao anh không gọi cứu viện chứ? Thằng Tú nó nói với anh, thằng sách thoát được vì nó không cương quyết. Lần này nó phải chứng minh cho mọi người biết là nó cương quyết ra sao. Tú ơi, Tú ơi, bác sĩ nói không có hy vọng gì đâu. Đó, mới nhắc là tới rồi kìa. Chị sao rồi? Dạ chú. Sao rồi anh Hùng? Chào anh. Dạ em cố gắng mau bình phục để trở về với đội nghe. Phải chi bữa đó nó ở lại ăn cháo thì đâu có tới nổi. Trời ơi là trời, cái thằng dễ thương hết biết thì lại chết, còn cái thằng trời đánh thánh lâm kia thì sống nhăn răng. Nè, nè, tại sao mày bắn cảnh sát? Cái gì? Mày chỉ cần tìm cách thoát thân là được rồi, bây giờ càng thêm rắc rối nữa. Tao nghe tin cái thằng cảnh sát đó nó chết rồi đó. Không, tao làm gì có súng mà giết cảnh sát. Chỗ tao với anh Tư Vịnh là thương nhau, anh mới giúp đỡ chuyện này. Tư Vịnh đã biết hết rồi, nét mặt của anh không còn một miếng hồn vía nữa. Tao đã cho người đi dò đường rồi, mày đi bây giờ rất là nguy hiểm. Cái gì cái, đừng bao giờ đụng độ với cảnh sát, mày cũng biết rồi đó. Nhưng mà tao không có làm. Tôi lại mang thêm một tội danh nữa. Hắc Hồ, mày muốn gì? Ơi là trời, tôi vừa làm cái gì vậy trời? Lệ Lệ à, tôi không nghe lời em, bây giờ tôi phải trả giá rồi đó. Anh Sách đâu? Nó còn kẹt lại bên sông đó. Bây giờ mà nó ló đầu ra coi như là chết. Mà không phải chết mình nó nữa, mà cả anh nữa nè. Tôi có cảm giác như anh Sách là người của địa ngục. Một người không còn nhân tính như anh Sách thì nên báo cảnh sát đi là vừa. Không có được, không có báo được đâu. Đầu tiên ai là người đánh tháo nó để xảy ra chuyện, rồi đến những người gì tôi nè mà giúp đỡ nó. Không, không riêng bản thân họ đâu, mà cả gia đình họ nữa. Trời ơi, tôi phải làm gì bây giờ đây chứ? Thú tội đi,
Anh cũng từng khuyên anh Sách ra đầu thú mà. Anh nói sao? Phát súng bắn đục chỉ Tú từ trước mặt anh ta, chỉ cách độ 2 mét. Có nghĩa là từ trong quán cà phê ra, khẩu súng dùng để bắn đồng chí Tú, đó không phải là khẩu súng mà Sách hay sử dụng trong các vụ án trước đây. Vô lý. Sao? Đồng chí không đồng ý với kết quả so sánh đặc điểm rảnh sắn của nòng súng à? Thanh Sơn, Thanh Sơn. Anh Tư. Chú Thêm Sáu có ở nhà không? Dạ chị em sanh, nên ba má em qua Châu Đốc hết rồi. Hôm bữa thằng Năm Đỏ gì đó ra nhà bà Lộc, không có em ở đó sao? Dạ không, ba em kêu em qua Châu Đốc canh chị em sanh bữa giờ. Anh tính đưa nó qua biên giới, nhưng lại xảy ra chuyện. Anh Tư, anh đâu rồi anh Tư? Thì anh tới cũng vì chuyện đó nè. Sao hả anh? Nó muốn em theo nó. Anh Tư thì thấy không được, nhưng mà tụi em thôi. Nếu quyết thì cho anh Tư biết, để anh Tư sắp xếp cho nó về trước em. Anh thấy lúc này bọn công an tập trung lo đám tang cho thằng Tú. Anh Tư ơi, em đi với anh. Vậy là quyết rồi phải không? Ừ. Sau này có chuyện gì á, đừng có trách anh Tư nghe. Anh không chịu đâu à? Dạ. Thôi anh đi, có gì anh sẽ báo. Đây là những gì thật lòng anh. Thằng Sách bị bắt là chết hết. Anh thì coi như cũng đáng tội, nhưng mà bạn bè anh nó lộ thẳng mặt là đám buôn lậu. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ buôn bán kiếm sống. Phần nữa thì nguyện vọng của con Út là đi với thằng Sách. Không biết là em có tin hay không. Anh tin là tình yêu của con Út sẽ làm cho nó thất tình, cho nên tùy anh thôi. Tối ngày mai thằng Sách sẽ về đó Út Khanh. Không được, đang lúc này. Được mà, thời điểm này là thời điểm tốt. Cảnh sát, nhất là đám hình sự, đang tập trung lo cho thằng Tú. Thôi anh đi công chuyện chút đi. Thank you.
sách và hát khổ là một quan hệ mang tính định mệnh. Chúng ta không thể chỉ bắt lần lượt một trong hai, mà phải cùng lúc triệt hạ cả hai đối tượng. Đúng là quả báo thiệt mà. Tiền mất thì không ngại, mà tật mang là cái đáng nói. Anh đã gặp anh Sách chưa? Không, nhưng nó vẫn còn ở đồng ông cậu. Thôi, cứ để cho định mệnh quyết định đi. Anh Tư, tôi nghe đồn là một người đang dẫn anh Sách vào một trò chơi trên mạng đó. Cô nói sao? Một con người của bóng tối, của thù hận. Hắn là con trai của ông Sáu Trăng. Hả? Hắn đã tìm về. Sáu Trăng? Ừ. Hình như cái tên này tôi có nghe qua. Sáu Trăng là người đã ám hại bác Hai Phi Hùng, bà của anh Sách. Anh Sách đã trả thù dã man gia đình của ông ta. Trời ơi, hèn chi. Như vậy ý cô là... Đúng. Không chỉ riêng vì anh Sách, mà cả những người có quan hệ giúp đỡ anh Sách nữa. Cô nói vậy là tôi... Rất có thể. Trời, trời ơi là trời. Sao khi không tôi lại dính vô chuyện phiền phức như vậy chứ? Có phải chàng Hắc Hổ đang ở trước mặt mình? À anh ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Hả? Quán cà phê chị Tám ở đâu vậy? Ờ, chị Tám đi chợ kìa. Dạ cảm ơn anh. Ờ. Dạ chào chị. Dạ. Chị có phải là chị Tám bán cà phê không ạ? À? Dạ phải. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đại quý Lê Điền, đội phó đội cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long. Dạ chào Đại quý Lê Điền. Hôm nay tôi tìm chị, tôi muốn hỏi chị một số việc về chuyện xảy ra tại quán cà phê chị hôm trước. Dạ. Hôm chuyện xảy ra, nhà chị có người lạ không? Dạ tụi nhỏ nhà tôi toàn là con cháu không hà, mà tụi nó cũng không có được ra đường chơi vào buổi tối nữa. Lúc đó chị đang ở đâu? Tôi vừa từ dưới bước lên. Đêm đó cửa sau nhà tôi cũng bị cạy nữa. Dậy, dậy nấu nước dọn quán đi con. Dậy nè. Hồi hôm sao không có đóng cửa vậy? Vô coi có mất gì không? Dạ. Trời ơi con... Mày muốn giết tao hả? Nhưng mà con đã đóng cửa đàng hoàng rồi mà. Đóng cái gì mà đóng? Bộ mày nghĩ tao rảnh kiếm chuyện cho vui hả? Tối là nó ém sẵn trong nhà tôi á. Vậy tên Sách, nó từ ngoài xông thẳng vô nhà chị à? Dạ đúng rồi đó. Tụi nhỏ cũng khẳng định là nó chạy thẳng ra sao, rồi phóng xuống sông lặn một hơi mất tâm luôn. Nó không có bắn chú Tú gì đó đâu. Có thể là đồng bọn của nó